bộ mặt thật. Đó. Thì hôm nay trước tiên tôi qua xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tham gia vào cái buổi live tối nay. Thì cái chủ đề tối nay Thơ Quang muốn đưa ra cho mọi người để mình cùng nhau mình mổ xẻ phân tích vấn đề. Thì cái vấn đề thứ nhất á, thì mọi người chắc mấy bữa nay mọi người cũng biết về cái trên trang mạng về cái vấn đề cái ông thượng nghị sĩ Tom Bloomberg gì của Mỹ đúng không ạ? Ông có những cái phát ngôn gì đó thì mà khiến mọi người rất là nhiều, đa số tất cả mọi người đều bức xúc về cái vấn đề này. Thì thực quan muốn hỏi mọi người xem, nhìn nhận xem về cái chuyện đó. Với lại trước đây có một cái live Thơ Quang đó từng làm, là vấn đề là mình đề cập tới cái dự án Obama, nó trị giá 180 triệu đô, về vấn đề của họ là họ muốn tẩy xử. Mà tẩy xử là tẩy cái gì? Tức là họ muốn chối bỏ cái việc mà họ đã xâm lược Việt Nam chúng ta trước đây, để họ đẩy cái câu chuyện quay ngược về mục đích của họ. Họ muốn là nước Mỹ cũng như cả thế giới quên đi cái hình ảnh là nước Mỹ đã xâm lược Việt Nam và đã thua trận một cách nhục nhã, đúng không ạ? Đó, họ không muốn con cháu họ sau này, cái lịch sử Mỹ ghi lại cái điều đó. Cho nên họ đã đầu tư một cái khoản tiền đó và họ lập lên cái dự án và tiến hành theo nhiều bước. Thì rất tiếc là cái tư liệu đó thì Thơ Quang để nó bị thất lạc ở nơi nào và Thơ Quang chưa tìm lại được. Chào Tiến Mạnh nha. Thì để bên mà Thơ Quang sẽ lục lại cái like cũ. Chắc mọi người đã ai tham gia cái bên bên cái trang của Thơ Quang từ đầu chắc còn nhớ cái like đó. Thì đó, cái mục đích của họ là như vậy, họ muốn chối bỏ và họ quy chụp vào vấn đề là Việt Nam chúng ta là nó là nội chiến chứ không phải là bị nước Mỹ xâm lược đó. Cebu hình như vậy á Tiến Mạnh. Đợt đó không biết Tiến Mạnh có tham gia không, có tham gia cái live đó không? Thì đó là cái lần đó đó. Để thưa quan sẽ tìm thử xem có còn để đọc, mình đọc cái nó chi tiết hơn thì mọi người sẽ dễ 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 nhận ra hơn, đúng không ạ? Dễ nhận ra hơn cái điều này. Thì ở đây thì để mình xem, mình đối chiếu cái câu chuyện của cái tay thượng nghị sĩ này, nó có liên quan gì đến cái dự án đó không. Thì thưa quan muốn mời mọi người lên chia sẻ về cái vấn đề này và đưa ra cái góc nhìn của mình. Đang thêm Minh Bạch Chương á. Chào em. Chào anh chị em trên diễn đàn. Anh ăn cơm rồi đừng nhớ. Trước hết đó thì tham gia cái diễn đàn thì anh Quang có nêu là hai cái chủ đề. Một đó là cái thượng nghị sĩ Mỹ yêu sách đòi Việt Nam không ăn mừng ngày 30 tháng 4. Nói về cái ông thượng nghị sĩ này thì như anh chị em biết rồi á, là Mỹ với Việt Nam hiện nay cái khóa hợp tác về kinh tế là cực mạnh, mà coi là cái đối tác chiến lược, coi Việt Nam là đối tác chiến lược đó. Mà các cái vị tổng thống hay như là ngoại trưởng, phó tổng thống của Mỹ á, là đều rất là coi trọng cái vai trò vị trí của Việt Nam. Và qua những cái năm gần đây á, thì cái việc hợp tác của các cái kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu của Mỹ với Việt Nam là ngày càng được nâng lên đấy.
mà cái vị này á, lại đi nói cái chuyện như vậy, phải không? Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một cái sự kiện lịch sử vẻ vang, và cái điều nói chung là không có cái gì mà đáng vui mừng hơn cái niềm vui đó nữa, là được Chính xác. thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, non sông thu về một mối. Đó là một cái ngày hội của dân tộc đấy, ngày hội của toàn dân, chứ không phải là cái vấn đề là anh nói là như thế này thì được hết đó. Cái chuyện này là chuyện không thể nào mà thực hiện được, tại vì đây là cái ngày thống nhất toàn vẹn lãnh thổ mà non sông thu về một mối, Nam Bắc đoàn viên, thì như cái điều đó là một điều đáng được hưởng, bởi vì một cái dân tộc anh hùng đã đứng lên dám đấu tranh chống lại cái ách đô hộ đó, mà quá trình chiến đấu hy sinh gian khổ biết bao nhiêu xương máu của cán bộ chiến sĩ cũng như là nhân dân trong cả nước thì mới giành được cái đó như vậy, mà ông ta kêu là không được kỷ niệm đấy, là ông ta sai cái nguyên tắc của luật pháp quốc tế là không có được xâm phạm vào cái, không có được can thiệp vào cái công việc Nội nội bộ bộ. của nước đấy. Và đây là cái công việc nội bộ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, cái ngày thống nhất đất nước thì Đảng, nhà nước và nhân dân cùng nô nức và vui mừng chào đón và kỷ niệm cái ngày đó. Kỷ niệm để làm gì? Không phải là miệt thị bên thua, thua là Mỹ hay là Pháp hay là Trung Quốc gì đó không cần biết, nhưng không phải là miệt thị bên thua, mà là để nhắc nhở cho thế hệ con cháu biết cái dân tộc Việt Nam đã trải qua một cái thời kỳ lịch sử như thế đấy, Đúng với rồi. bao hy sinh mất mát đau khổ như thế, đến khi giành được tự độc lập đó, toàn vẹn lãnh thổ, đó là cái điều quan trọng đấy. Thì đất nước nào cũng có cái quá trình hình thành cái lịch sử của nó hết, mà giờ anh kêu không có lấy tư cách gì mà anh kêu người ta không được kỷ niệm cái ngày trọng đại của cái đất nước của người ta hết đó. Là về cái mặt ý nghĩa, đối với cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 năm 1975 đối với dân tộc Việt Nam ta là cực kỳ quan trọng đó, mà cái yêu sách của cái ông thượng nghị sĩ này thì tôi theo tôi nghĩ thiết nghĩ ấy, là nói chung là bị cái đám là đu càng, ông mình mà nói lịch sử ấy, thì cái đám ngụy Việt Nam Cộng hòa ngày xưa do mà Mỹ dựng lên á, là cái đám tàn binh đó, con cháu của chúng là đầu độc thôi đó. Nhưng mà cái ông này thì nói chung là cái xứ sở gọi là bên đó người ta có thể nói vô tội vạ, mà thế là có khi cũng thích cứ nói đại vậy thôi, nhưng mà thực ra là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ gì á, thì cái tay thượng nghị sĩ này không, tôi không biết là cái đảng nào, nhưng mà cho dù là đảng nào thì cũng đều đi sai với cái nguyên tắc của cái đảng đó, vì Dân chủ hay Cộng hòa gì á, thì cũng đều coi Việt Nam là đối tác chiến lược làm ăn với nhau, muốn hợp tác toàn diện luôn, mà có nhiều cái lĩnh vực là Việt Nam mình chưa 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 đồng ý, cũng không có thể nào mà theo cái ý của Mỹ là muốn hợp tác theo kiểu của nó được, theo cái ý đồ của nó được đó, nhưng mà coi Việt Nam là cái đối tác quan trọng như vậy, mà trong khi ông này ổng lại nói theo cái kiểu như vậy thì nó hoàn toàn trái ngược cái nguyện vọng của cái đảng Dân chủ, đảng Hòa, hai cái đảng lớn nắm quyền ở bên đó. Thế thành ra là về cái mặt giá trị thì tôi nghĩ chứ nói thì nói như vậy thôi, còn cái giá trị thì nó không có mang tính chất là có giá trị cao. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được là cái thế lực ở bên Mỹ, cái thế lực chống đối Việt Nam ở bên Mỹ á, là nó còn có cái tác động ở cái mức độ nào đó, chứ không phải là giống như chúng ta thấy là nó ba bè bảy mảng, mà cũng có nhiều cái là nó thực hiện được. Tức là như cái vụ để cái một ông thượng nghị sĩ mà phát biểu như vậy, mà trong khi nếu mà xét về nhận thức đó, thì ông này nếu khi mà nói ra cái câu nói này thì ông không có cái nhận thức gì luôn đấy, cho nên là có thể hiểu được đó là có cái vấn đề gì ở trong đó đối với ông bị đầu độc hoặc là bị gọi là mua chuộc hôm nay như vậy. Thế này là Nguyễn Văn Thân nè. Ở đây anh có hai cái vấn đề mà cái anh nhắm là cái cốt lõi của cái tay thượng nghị sĩ Mỹ này. Đó là cái hình ảnh đầu tiên
Ông ta đeo cái khẩu trang với biểu tượng cờ ba sọc, đúng chưa? Là cái hành động đó là cái hành láo toét nhất. Là như thế nào? Bởi vì đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cả thế giới công nhận, đúng chưa, là một chính thể, là một quốc gia, đúng không? Và hiện tại là đang ngồi chân trong Liên Hợp Quốc, mà trong khi cái thể chế Việt Nam Cộng hòa ất ơ từ đời nào đó, mà ông ta lại lấy cái khẩu trang, ông ta đeo cái biểu tượng nó lên, lên người ông ta, thì cái đó là cái láo toét đầu tiên của ông ta, là ý đồ của ông ta đây là gì? Cái đó cái nhất. Cái thứ hai, ông ta gài vào cái câu chuyện là nhà nước chúng ta đang có cái chính sách gọi là cái nghị quyết 36, chính sách hòa hợp dân tộc, đúng không? Mà ông ta láo toét thêm một cái thứ hai nữa là ông ta bảo là với điều kiện là không tổ chức những ngày đó đi thì mới có những kêu gọi những người dân ở bên Cali mới đi chấp nhận cái chính sách hòa hợp dân tộc đó. Tức là ở đây ông ta đánh vào hai cái chính. Thần thấy không? Rất là láo. Cái này là không thể nào chấp nhận được. Và cái này thật sự nha, cái này thật sự, nếu cá nhân anh hay là thân hoặc là những người dưới đây tin, anh tin rằng nếu có thẩm quyền là chúng ta có quyền lên án cái hành vi này một cái cách một thượng nghị sĩ mà hành xử kiểu này là không thể nào chấp nhận được, nói thẳng luôn. Chỉ cần cái hành vi mà ông ta mà đeo cái khẩu trang mà mang biểu tượng cờ đỏ cờ vàng ba sọc đỏ thôi là thấy là không thể nào chấp nhận được rồi. Chẳng khác nào ông đã công nhận, đúng chưa? Đúng rồi anh, cái này tôi cũng đồng quan điểm với anh. Ví dụ nhưng mà phải xét ở cái khía cạnh, tức là phát ngôn của ông ta ở địa điểm nào, thời điểm nào và trên cái phương tiện gì. Thì khi đó ví dụ như là nếu mà chính thống thì đảng nhà nước ta là cơ quan ngoại giao của ta mới lên tiếng, anh quan không? Còn nếu ví dụ như Facebook á, thì chỉ có những, đương nhiên là cái bên bộ ngoại giao của mình sẽ không quan tâm tới những cái chuyện mà gọi là này kia ở trên không gian mạng được. Thì những cái nếu mà chỉ công khai như vậy ở trên Facebook thì ví dụ như anh em mình đây thì nói chung là rõ ràng là phải kịch liệt phản đối những cái quan điểm như vậy đó chứ, chứ không ấy chứ, còn mà nếu mà chính thống thì là cơ quan ngoại giao của ta sẽ là Dạ lên em chào tiếng. anh Phạm Xuân ạ. Nó không không chính thống thì đương nhiên là chỉ như anh em mình mà lên tiếng là để phân tích cho người người dân, người ta hiểu cái bản chất của cái tay thượng nghị sĩ này là như thế nào đó, vậy thôi. Và người dân hiểu được đó là tốt rồi. Một Rất rất là mất cái dạy. chính quyền, Thế một chính quyền bù nhìn đã bị tiêu diệt cách đây là 46 năm rồi, mà trong khi anh là thượng nghị đó. sĩ đại diện cho mà nhân dân của một cái nước mà anh lại đi mang cái khẩu trang, cái có cái biểu tượng của một cái chế độ bù nhìn đã bị sụp đổ mà để đi nói chuyện về một cái quốc gia có chủ quyền độc lập hẳn hoi, Chính mà xác. cái quốc gia đó có cái vị trí rất là quan trọng trong cái đối với đất nước của anh nữa chứ. Nói như vậy Chào đấy, có tôi thể thấy được cái bản chất nó rồi. Rồi anh Quang nói tiếp anh. thì đó, anh cũng xin lặp lại, anh nói rồi, rồi cái hình ảnh đó là không thể nào chấp nhận được. Cho nên anh có đăng một cái bài á, cái bài mà cũng nha, cũng cái clip mọi người cũng biết rồi, tức là cũng trước đây vào khoảng chừng năm 2025 hay là 2014 gì đó, trong một cái đêm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đúng không ạ? Thì Tám cộng đồng cái cộng đồng người Việt đi vào xem thì họ có quy định gì đó là không được mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đi vào, và có một thanh niên nào đó cố cầm vào, thì chính những người Mỹ đó họ thẳng tay họ vò lá cờ đó, họ vứt vào thùng rác, đúng không? Họ đúng rồi vứt anh, vào thùng rác. Cái clip đó anh đã đăng lên trang, thì ở có đó nói anh là cái gì? Mà trong khi tới hiện tại bây giờ ông ta là đường đường là một thượng nghị sĩ mà lại đi đeo cái khẩu trang mà mang cái hình đó đó, có phải là nói lên cái, bởi vậy nói ra cái bài đó thân với mọi người nhìn không, cái bản chất của người Mỹ là gì, rõ ràng đúng không, rồi, đúng cái vì chưa? lợi ích thôi, vì lợi ích Đó, cái thôi bản chứ chất còn người Mỹ là ở đâu, câu đúng chuyện nó rõ ràng, nó nằm như vậy.
Ở trong đây thì ra dưới đây có một câu nè: nguyện vọng độc lập, tự chủ dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nguyện vọng tối thượng của dân tộc Việt Nam. Để thực hiện được nguyện vọng này, dân tộc Việt Nam đã phải đấu tranh trong nhiều thập kỷ để đi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thống nhất đất nước. Từ đây, ngày này được coi là một ngày trọng đại của nhân dân Việt Nam. Việc một vị thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu không kỷ niệm ngày thống nhất đất nước của Việt Nam, trước hết đó là một yêu cầu phi lý, đòi can thiệp vào tình hình nội bộ của Việt Nam. Rất đồng ý cái đoạn này. Thứ hai, việc hòa hợp dân tộc Việt Nam là việc của dân tộc Việt Nam, và Việt Nam đã có chính sách cụ thể. Tuy nhiên, đây là một phát biểu trên cương vị cá nhân, không đại diện cho cơ quan hoặc tổ chức nào, nhưng vẫn đáng lên án kịch liệt vì đó là phát biểu của một vị nghị sĩ của nước Mỹ. Tôi rất đồng ý với Hoàng Nguyên và cái câu này. Đặc biệt á, mặc dù có thể là không chính thức, giống như thân cũng nói là vấn đề ok, ông ta chỉ đơn thuần là ở cái gì đó thôi, không trên một cái cơ quan chính thức, anh cũng đồng ý. Nhưng ông ta phải hiểu ông ta là ai, đúng không ạ? Đơn thuần chỉ là một người dân Mỹ thì cái chuyện đó là vô tư, chúng ta rõ ràng đúng không? Bởi vì nước Mỹ là một xứ tự do. Còn đây ông ta là đường đường là một thượng nghị sĩ, và ông ta thừa hiểu được cái pháp luật như thế nào, cái hiến pháp Mỹ như thế nào. Nước Mỹ đã chính thức công nhận, đúng không, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, thì tại sao ông ta lại có hành vi như thế này? Và vậy chúng ta phải kịch liệt lên án về cái hành động này của cái tay thượng nghị sĩ ất ơ này đó. Anh xin mời Nguyễn Văn Thân tiếp ạ. Rồi cái chỗ này chắc cũng khép lại ha anh, anh Quang hả? Ừ. Cái ông nghị thần nghị sĩ này nè, thì qua và anh em mình thảo luận đó thì em cũng nhất trí như vậy với cái bình luận của anh Hoàng Nguyễn đấy, là nó hoàn toàn chính xác và lột tả được cái bản chất của cái những cái tay mà nghị sĩ thường nghị sĩ đó, cái tay thường nghị sĩ đó, và nói chung là bản chất của người Mỹ. Vừa trên diễn đàn. Ừ. Tức là mình thì cũng vừa tham gia với chỗ anh Nguyễn Bằng tí, cũng tức cũng nói con lung tung nguyên đấy, là làm cũng cũng cay chứ thì ra là cũng không nghe được từ đầu nữa. Làm thôi thì mình trên ngang một tí, có cái vấn đề gì thì anh em trên mọi người cũng là thông cảm tí. Chứ bây giờ mình nói thì một là thôi, nói ta cũng hôm trước đã có nói đụng đến Lê Chí Thành đúng không? Thôi thì Lê Chí Thành bây giờ trước mắt thì không, bắt giờ mình cũng chỉ có tính về thời gian thôi mà, thì hiện giờ là đúng là thời gian thì từ hôm giờ cũng chắc không được một tuần, thì thôi thì để cái việc của với nhà nước cho Lê Chí Thành là túm cổ rồi để biết. Thế còn ta quay lại cái thằng cho cái ông thượng nghị sĩ ở California là nói đến nôm na là Việt Nam mà muốn hòa hợp dân tộc thì nên là không được tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng 4 đúng không? Đấy là cái ý ấy. Cái thứ hai nữa là muốn có như thế thì với hòa hợp được với những người về Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài, đấy là cái ý. Nên là thế bây giờ mình biết nói thế này này, là vì biết nói này thì tiếc rằng là bây giờ là mình không được trao luận trao đổi trực tiếp với ông đấy. Nhưng mà mình nghĩ này, riêng ở ta là ta đã nắm được con người, cái gốc của người Việt Nam ta đã biết là cái gì, là dân ta phải biết chữ ta đấy, là đoạn đó là ở đâu cũng thế. Thế còn bản thân mình muốn hỏi ông là xem là ông có nhớ đến cái ngày tháng cha sinh mẹ đẻ cũng không, đó. Có nhớ các cái ngày làm sinh nhật không, hay là bố mẹ ông, mà chắc ông có tuổi chưa, chắc chưa chắc bố mẹ chắc chết rồi, thế thì có nhớ đến cái ngày mà bố mẹ ông mất không, có hoa có lá gì để nhớ lại không, và bản thân ông cũng thế, khi mà ông lấy vợ có con, ông có nhớ lại các cái ngày đó không đấy, rồi khi ông được trúng cử và ông trở thành thượng nghị sĩ thì sẽ có hai bên, một là những người ủng hộ thì ăn mừng, những người mà không ủng hộ ông mà ông lại trúng, ủng hộ người khác mà ông trúng thì người ta vui người ta buồn, nhưng tất cả những cái việc đó ông có vui không, ông trúng là ông vui rồi
Đấy, phải nói là ông không phải là, nhưng cái về về chính trị mà nói á, nó xa hơn một tí, thì bản thân ông là rêu rao đất nước Mỹ là một đất nước tự do, đặc biệt là cái tự do về thông tin báo chí. Thế thì bây giờ là người ta ăn mừng ở đất nước người ta, bây giờ ông xỉa xối vào ông lại bố là thôi đừng có ăn mừng nữa. Thì cái việc đấy thì tự do không đấy. Chỉ những cái đấy là mình thấy là lý, còn có lẽ là cái núp bóng sau ông là cái chính là gì, một là để lấy lá phiếu của những người vì Mỹ gốc Việt để bầu là để lấy lá phiếu phiếu cử Dạ. tri, hiểu nôm na là lấy phiếu cử tri là cái mục đích. Cái thứ hai á là bản thân ông thì nghe đến ăn mừng 30 tháng 4 Việt Nam thì ông cảm thấy nhục nhã cho nước Mỹ là bị Chính xác. thua trận Dạ. đấy. Ít nhất là ông cũng có hai cái lý do đấy, một là lấy chữ lấy phiếu cử tri, hai là thấy xa xôi ra là ta nói với ai, nhưng mà một mũi tên hai mục đích là ta thấy mà Việt Nam không tổ chức đi đến thì chắc tao bọn tao cũng đỡ nhục đi, vì mang tiếng là hùng cường đứng đầu thế giới mà sang đánh không nổi thì thua rồi bỏ quay đến họ thôi, còn tí hơi thử là thua, hà hơi tiếp sức được cái gì là hà hơi tiếp sức đấy. Nhưng tại sao ông không nghĩ là một cái chế độ mà tự xưng, một cái nhóm người tự xưng thành lập hết tổ chức nọ tổ chức kia để chống phá nước thứ hai thứ ba, mà đất nước người ta đã gọi là tổ chức liệt vào tổ chức khủng bố rồi mà chưa tồn tại, cấp kinh phí thậm chí còn cho một cái lá cờ riêng để, thì có phải là nơi chứa chấp thì bọn bạo loạn bọn khủng bố không? Nó biết chứ. Đó. Cho nên là Có tại một sao góc làm nhìn vậy? này nữa nè anh Nguyễn Văn à, Rồi. theo em á có một góc nhìn này nữa không biết anh thấy thế nào và mọi người thấy thế nào nha, thì em xin đưa ra, anh xin đưa ra một góc nhìn này trên tinh thần trên cái gọi là em gọi là thuyết âm mưu thôi Rồi. tức là cái vấn đề hiện tại bây giờ nó mà nếu mình nhìn rộng hơn về cái mặt bằng ngoại giao giữa Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ đúng không ạ, thì Đúng ông rồi. Mỹ cũng muốn Việt Nam đổ về Mỹ và ông Trung Quốc cũng muốn Việt Nam đổ về Trung Quốc, thì theo anh cái nước cờ này nè, cái nước cờ mà cái tay thượng nghị sĩ này vừa làm á, có phải là nằm trong một cái phần nào đó gọi là dằn mặt, à nếu các anh không theo tôi thì chúng tôi sẽ ủng hộ cái lực lượng nó đang chống phá các anh ở bên này nè, và cái lực lượng đó nó cũng đang là những người Việt a bờ cờ gì đó, theo theo anh Đức Văn thì cái vấn đề này nó có logic không? Đó, cái này là một cái góc nhìn của riêng em thôi. Đó, mang tính dằn mặt để trên cái bàn đàm phán ngoại giao á. Cái này thì cũng có thể là nó đưa ra như thế, nếu như bản thân mà Việt Nam mà không chấp nhận, không nghe lời cái À. khuyến cáo của ông thì tôi sẽ ủng hộ cái này, và bản thân ông là một là sát nách kẻ thù Trung Quốc lâm lia biển Đông như thế, cái thứ hai những tàn dư những người lại và chúng tôi sẽ nuôi dưỡng và người ta cho quay về, Đó, sẽ quay đúng. về, cái đó cũng có thể là có, sâu xa Dạ. cũng có thể là có, tức là Dạ. nói cho chính xác là mình có nghĩ đến cái đấy chứ còn khẳng Dạ. định thì chưa khẳng định, nhưng có nghĩ đến Đúng cái rồi, đấy đúng rồi, đúng đấy, rồi. là đấy, tức là ta gọi là cố nghĩ đến, cố nghĩ Có đến một cái góc việc nhìn đó, tức là mình thêm một góc có nhìn một góc nữa nhìn. để cho nó vấn đề nó được bao trùm hơn. Bởi vì theo em như thế là cũng là một cái nước cờ đảo của Mỹ, giống như dằn Đúng mặt rồi. cái câu ngày xưa đó, phải không? Ví dụ ông Diệm, Rồi. tôi đưa lên được là tôi sẽ hạ xuống được, Rồi. đại khái là như vậy, giống như là đó, theo em đó là đại khái là như thế. Là xin mời anh tiếp tục ạ. Rồi, cái đoạn nào cũng 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 có thể là như thế, nhưng bây giờ là cái chính này hiện giờ nó nói đúng thì cái thằng cha này nó không phải là đại diện cho nước Mỹ tuyên bố với mà mang tức là công bố với thứ hay là về vấn đề ngoại giao, mà nó chỉ phát Dạ. biểu mang tính cá nhân. Mà Dạ. như ta, như ở Việt Nam ta còn mình không nắm được cái luật quán như thế nào, nhưng mà như cả Mỹ như ta đã là họp hội thống nhất và đã tuyên bố ba tính chất của một nhà nước này khác là phải có họp có bạo luận và đi đến biểu quyết, mà khi đã biểu quyết rồi thì thiểu số với phục tùng đa số đấy, và lúc đấy cái nghị quyết mới có giá trị, chứ còn bây giờ chả có anh phát biểu như thế thôi, anh phát biểu nhưng mà không không trở thành nghị quyết và không cái phải là cái người tuyên bố chính thức, ví dụ như rằng tổng thống nó nói và cái quyền của tổng thống nó làm, chứ quyền của thằng thượng sĩ chả còn mà là cũng nói thôi, cho nên cũng có thể là đây là mang tính chất ngẫu hứng của cá nhân,
À, đấy là phiếu riêng chứ chưa hẳn phải là của nước Mỹ, là phát biểu chính thức. Đấy, chỉ là một ý kiến cá nhân. Đấy, cũng như mình quốc hội cũng thế, cũng như anh này đưa lên đến nơi là phản đối cái nọ cái kia, nhưng khi đã trở thành nghị quyết quốc hội người ta không đồng tình ta để lại thì anh mới chấp nhận, còn khi đã nghị quyết anh đi theo, mà anh không theo thì anh chống thì bị gạt ra, thế thôi chứ chưa hẳn. Thì mình cũng không hiểu sâu lắm cái chỗ này, nhưng mà chắc có lẽ là về nguyên tắc chung là nó phải như thế. Đấy, cho nên là nó cũng là hạ viện với thượng viện bỏ phiếu phế chuất trăm hay là không phế chuất, hay là truy tố hay không truy tố, thì nó cũng là thiểu số phục tùng đa số. Là khi còn cá nhân anh phát biểu, trời đất anh cho phát biểu, nhưng đến khi mà đã là bỏ quyết rồi thì thiểu số phục tùng đa số. Thì thằng cha này nói là nói theo cái nghĩa là cá nhân văn phòng của nó, là của thằng nghị sĩ này nói, chứ không phải là thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ, là chính thức của một cái đảng phái, của một cái tập thể, hay là của quốc hội nó thông qua, hay là tuyên bố của tổng thống, cho nên là vẫn mơ hoặc là của cá nhân. Nhưng mà dù sao của cá nhân hay là cũng đi thì cũng một anh có chức có quyền thuộc lãnh đạo của nước Mỹ, mà anh phát biểu như thế thì cộng đồng mạng lên phản đối và chửi nhiều. Đấy, mà bản thân của nó là nói ra thì mình cho là ngu thì tốt nhất, hay là nó nên rút lại cái lời đấy, hoặc là lờ đi, phải chấp nhận là cái sự mắng chửi của thế giới thôi, của người Việt Nam thôi. Đấy, còn mình nghĩ là ai ta cũng phân tích ra là đều thấy một cái vô lý, bởi vì riêng dân tộc Việt Nam mình đấy, và bản thân những cái người mà lưu vong bên đấy và trên thế giới này chắc cũng thế, là bao giờ không biết là phải học được lịch sử của dân tộc mình. Đấy, mình không có để ông cha để lại để mình nhớ được đến thời đại bởi Trưng, Trưng chắc Trưng nhị đấy, không làm sao mà sử sách không để lại, làm sao ta không nhớ được. Rồi các cuộc chiến sau thì đời bà Trưng, bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung, cho đến đời Nguyễn Huệ vân vân về sau này, là phải biết được người tốt người xấu, người nào là anh hùng của dân tộc, người nào là phản bội dân tộc, Nguyễn Ánh, Trình Đức Chắc làm sao, rồi đến Nguyễn Văn Thiệu kêu gọi đến ngày cuối cùng của những bằng giờ của ông Nam, là bây giờ liên tục hối thúc là người Mỹ là đem quân trở lại và tiếp tục oanh tạc đánh phá miền Bắc để cứu vãn được cái chế độ đấy. Đấy, thì lịch sử không học làm sao biết, và có học có biết được như thế thì đến đời con đời cháu ta mới biết được vì độc lập dân tộc, đánh ngoại xâm, giành lại thì non sông đất nước hình chữ S này, dân ta phải đổ bao nhiêu xương máu ra phải giành độc lập, với cái quý và cái thế hệ đời sau với giữ được non sông đất nước này, chứ không phải là bây giờ không có một cái dân tộc nào không học về lịch sử cả. Đấy, mà bây giờ thì chiến thắng thì bây giờ lại cũng bảo là muốn hòa hợp thì này. Muốn hòa hợp cái này mình đã mở ra của nghị quyết 36 rồi, của Bộ Chính trị rồi, và xưa nay khép lại quá khứ hướng tương lai, về chính khép lại như thế thì mới có cấp ngoại giao giữa Mỹ với Việt Nam, là có lập đại sứ quán từ năm 95. Cho nên hắn phải biết, là bản thân là phải biết như thế, khép lại có ai nhắc nữa đâu, và không nói ra. Nhưng mà ta gần đây là ta thấy có dần dần những cái ngày mà chiến tranh biên giới phía Nam phía Bắc, rồi đến ngày 30 tháng 4 thì chỉ có ngày chẵn thì có một số các cái kênh truyền hình chính thống thì cũng đưa đưa thế thôi, chứ nó không rầm rộ như trước. Tức là bản thân mình cũng không muốn nhắc lại, vì mình vui thì họ cũng chẳng 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 hay ho gì đến cái nỗi buồn của người ta, cho nên là mình cũng ít và chỉ tổ chức ngay ngắn và đưa vào lịch sử bắt buộc phải biết, dù nó nói nghìn lần đi chăng nữa thì cũng không bao giờ, dù anh có chơi Việt Nam có làm như thế nào nữa thì chắc cái lịch sử Việt Nam không bao giờ bỏ, và không bao giờ là có cái đoạn là tổ chức mừng chiến thắng. Đấy, còn cái tổ chức là chủ yếu là những năm chẵn là chính, còn các tỉnh do điều kiện cụ thể, điều kiện kinh tế hoàn cảnh đất nước đấy mà tổ Cái chức. đó là chắc chắn, Đấy, cái đó đúng là chắc rồi, chắn. không thể không thể dập. Và mình cũng muốn nói ra để cho cái hội mà còn đang nghe, mà ba sọc chống cộng cực đoan mới biết thế này. Bản thân mình là những người lính trong 46, cách đây 46 năm, từng vào những cái giờ phút này là hiện giờ là cũng một sống hai chết, và mục đích cuối cùng cũng là hiến dâng thân mình cho đi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đấy, và những ngày này là năm nào bọn mình các cựu chiến binh anh em gặp lại, nhưng mà nó không hiểu cái thấu hiểu là gì. Anh em chúng tôi có những người còn sống thế này thì ôm nhau nhớ đến những đồng đội phải hy sinh. Đấy, hy Có sinh anh thực Phạm ra có Sơn trong chiến đang trường. đang đang muốn lên Niệm Văn nha. Tức là đấy, bây giờ phải nói
Có cái đấy thì bây giờ cấm làm sao để bọn tôi là tổ chức những ôn nghèo kỷ khổ nhớ là chiến trường xưa được, không cấm được chứ. Đấy. Ôm nhau mà khóc mà không biết được cái giá của phải bỏ lại ở chiến trường như thế nào phải biết được. Đấy. Chúng tôi là để lại một phần xương thịt ở chiến trường. Đấy. Có những đồng đội vĩnh viễn nằm lại và không kèn không trống, không một vòng hoa, không một người tiễn biệt, lấp vội lấp vàng đấy vì chiến tranh đi, và mồ nước nổi lên san bằng hết, bây giờ chả biết chôn như thế nào, không nhớ nổi. Đấy, bây giờ cũng biết cũng đau khổ cũng nhớ lại, và ngành hàng năm là bọn tôi là điều những cái tháng tư này tập trung là đến làm, nó phải biết cái nỗi khổ chứ cũng không có sung sướng cái gì, nhưng mà phải nói là để cho nó biết được là một là như lúc đầu nói là bây giờ bản thân là rêu rao đến nước tự do mà tự nhiên lại xỉa vào đến đất nước người ta, ông bảo là không được tổ chức mang được cái hòa hợp mà mình đã mở cửa ra rồi, khép lại quá khứ hướng tới tương lai ăn đi đi, và dần dần trong cái khối chống cộng cực đoan nó cũng giảm dần và bây giờ người ta cảm thấy khó khăn, anh về nước anh cứ về có ai cấm gì đâu, mà bây giờ hòa hợp bây giờ cho anh về để mà chống lại chế độ không thừa nhận hiến pháp này, anh về chống cho đợi gì được thì vào đến vào tù chứ đừng có nói mà về đây để mà quấy rối khôi phục gì cả. Đấy thì có thể là phải nói lại để thì mà để cho nó biết được, chứ không phải là bây giờ muốn nói gì nó nói về can thiệp một cách thô bạo và thiếu dân, cứ mang nước một đất nước dân chủ tự do dân chủ mà bây giờ lại can thiệp cấm người ta cả cái ngày vui thì cái chuyện nó không bao giờ xảy ra. Đấy, không bao giờ xảy ra được 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 cái đấy. Nhưng mình nghĩ thì nói chung là ra thì thôi, để anh em đi làm thì mình kia thì có gì là tí nữa mình lại lên sau. Ừ. Thế là ừ, cho anh Cảm em ơn cho Nguyễn Hoàng rồi nha. rồi rồi Chào anh. rồi Cái ở đây cái độ đều á, là mọi người cũng thấy là đồng ý với anh Nguyễn Văn, là tức là họ không phát phát biểu trên cái vấn đề là gọi là chính thức, họ ngoài luồng. Nhưng mà đặc biệt ở đây là tại sao lại là thượng nghị sĩ, đúng không ạ, mà không phải là một dân biểu thôi, hay là một cái tay quan chức nào đó nó bé bé một tí, mà được đường là một thượng nghị sĩ. Thì mọi người cũng biết rồi, thượng nghị sĩ thì nó ở bên đó là, thì đây thực quan xin nói lại cho mọi người nắm nắm về cái vấn đề dự án của Obama về vấn đề tải sử nè. Đối với lịch sử nước Mỹ, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là một nỗi nhục đối với họ. Họ muốn thay đổi cách nhìn về bản chất của cuộc chiến tranh xâm lược, và họ đã thúc đẩy dự án Obama với hai mục đích cụ thể. Thứ nhất, thúc đẩy dân chủ theo mong muốn của họ. Thứ hai, họ muốn thay đổi bản chất cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, thay đổi cách nhìn của người Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Giai đoạn 2, tạo ra sự ủng hộ trên quốc tế về việc thay đổi bản chất cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Giai đoạn 3, họ thúc đẩy dân chủ kiểu Mỹ và thay đổi tư duy, ý thức chính trị cũng như cách nhìn nhận đánh giá về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam của thế hệ trẻ. Và dự án này có tổng kinh phí là 180 triệu đô la Mỹ. Đó, thì thưa quan đọc sơ qua cho mọi người nắm nắm về cái cơ bản về cái dự án gọi là lật sử này của Mỹ nha. Rồi xin mời Huy. Chào anh Thư Quang, chào anh em, chào anh Phạm Xuân với anh Chu Hoàng. Thì những cái nhận định, tại vì em cũng mới nghe chỗ Bùi Tùng nói một thời gian ngắn với lại chỗ anh chỗ chú Quang, thì phải nói thật ra là cái nhận định của chú Quang thì hoàn toàn là chính xác trên mấy cái phương diện. Phương diện thứ nhất là cái khả năng của Mỹ muốn xóa nhòa đi cái vai trò của Mỹ khi khi tham chiến ở Việt Nam, và cái vị thế của Việt Nam lúc bây giờ là chúng ta gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mỹ thì gọi là chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Đông Dương. Từ những cái từ ngữ đó thì cái chế độ miền Nam lúc bây giờ họ cũng rêu rao, kể cả những cái thành phần bây giờ còn sót lại và đang ở tại Mỹ, họ vẫn rêu rao đó là cuộc chiến ý thức hệ, họ muốn tẩy sử, họ muốn xóa đi cái lịch sử. Họ ca ngợi một cái đồng minh, họ đứng ngang khi là họ cái chế độ miền Nam lúc bây giờ, và bây giờ kể cả những thành phần bây giờ họ vẫn nghĩ rằng là họ đứng ngang hàng với Mỹ trong cái cuộc chiến tranh đó. Nhưng mà cái đó là nó không thực tế.
chúng ta phải xác định rằng là Mỹ là anh cả, là một nước lớn, và các nước tham chiến ở ở ở Việt Nam lúc bây giờ như Úc, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, và một số nước khác, thì thật sự ra là chỉ là chư hầu và là lính đánh thuê. Hàn Quốc đưa quân qua Việt Nam là nhận một khoản tiền rất là khổng lồ để xây dựng và tái thiết cái đất nước Hàn Quốc, Philippines. Cho nên là kể cả cái Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ cũng là một cái chư hầu, một cái tay sai bán nước. Philippines đó tham chiến ở Việt Nam và được Mỹ hậu thuẫn là chiếm các cái đảo, năm cái đảo ở ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa không lên tiếng được. Cho nên nhìn nhận cái thực tế đây là gì, là tổng chỉ huy là Mỹ và các nước còn lại là chư hầu, và họ Mỹ bơm tiền để cố tình là xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ, chứ không phải là cuộc chiến ý thức hệ và cũng không phải là cuộc chiến gọi là chiến tranh Việt Nam. Thì cái nhận định của anh chú Quang á, là một cựu chiến binh đã tham chiến và đã đi dọc Trường Sơn cứu nước, thì nhận định đó là hoàn toàn chính xác. Cái vấn đề tiếp theo nữa trong cái phát biểu của ông thượng nghị sĩ này thì nói như anh Thơ Quang cũng mới nhận định, tại sao không là một dân biển hoặc là một người gì ơ nào đó, một người Mỹ nào Đúng đó, rồi. mà tại sao phải là một thượng nghị sĩ? Thực tế ra thượng và hạ viện của Mỹ cũng đều do đảng viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nắm quyền. Có thể là từng nhiệm kỳ thì nó đảng này cầm đa số hơn, nhưng mà thượng nghị sĩ vẫn là đại diện cho một cái đảng phái nào đó, một cái đảng Cộng Hòa Dân Chủ. Thì cái ông thượng nghị sĩ này em cũng chưa nắm rõ cái lý lịch ổng là đảng viên của đảng nào, nhưng mà dù là đảng viên của đảng nào thì cái xuyên suốt của cái hệ tư tưởng của Mỹ vẫn muốn xóa bỏ cái vai trò, cái vị thế và đánh tráo khái niệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, của nhân dân, của dân tộc Việt Nam dưới cái ánh sáng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì em mới nói là cái phát biểu đó là một cái phát biểu đánh vào lòng cái sự tự tôn dân tộc, đánh vào cái niềm kiêu hãnh, cũng như là một cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng không phải là chúng ta kỷ niệm trên xương máu của hàng triệu cán bộ chiến sĩ, của hàng triệu người dân, kể cả những nạn nhân chất độc da cam hiện nay cũng còn sống và nhân dân cựu chiến binh. Chúng ta kỷ niệm này không phải là kỷ niệm trên nỗi đau, nhưng mà chúng ta kỷ niệm cái ngày đây là ngày đất nước thống nhất, giang sơn thu về một món, và tiến lên xây dựng một cái đất nước gấp 10 lần trong cuộc chiến tranh, giống như cái lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: khi thắng Mỹ ta xây dựng gấp 10 ngày nay. Thì chúng ta phải xác định là như này, một cái phát biểu để lấy lòng một thành phần cử tri người Việt, người Mỹ gốc Việt ở tại bang Cali và một số bang của Mỹ có cộng đồng người Việt ở, là cái nhận thức quá sai lầm. Khi cái thông tin nó đưa lên mạng thì cái dư luận cộng đồng mạng của Việt Nam rất là phản ứng, rất là phản ứng một cách gay gắt. Mà anh Thơ Quang đã thấy rồi, Mỹ là một nước lớn, nhưng mà cái bản chất của Mỹ luôn luôn lúc nào cũng đặt lợi ích của mình và coi những nước nhỏ hoặc là những nước đồng minh của chúng, hiện nay những cái đồng minh thân cận của Mỹ như là Pháp, Anh, Israel và một số nước khác thì mang tiếng là đồng minh, nhưng mà thật sự là gì, cũng là một kẻ tay sai của Mỹ. Mỹ nói cái gì trong cái ghế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thường trực Hội đồng, thì Anh với Pháp phải phải nghe. Nó rõ ràng. Cho nên mình mới nói rằng là cái phát biểu này lấy cái phiếu của những cái người cử tri người Việt là một sự ấu trĩ, một sự gì, gian dối trong và giả tạo trong trong lịch sử. Mà anh đã thấy rồi, Mỹ là một nước đi hai hè, như em nói. Tại sao ở Việt Nam thì đăng bản đồ có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng mà tại Trung Quốc thì đại sứ quán Trung Quốc đăng cái bản đồ có đường lưỡi bò, anh thấy không?
một cái cách cho hai hàng lấy lòng các nước khác. Cho nên là cái bản chất của Mỹ không bao giờ thay đổi. Cho nên em nói với anh Thơ Quang cũng như tất cả anh em diễn đàn của mình, đừng bao giờ nghĩ rằng là Mỹ giúp Việt Nam như một cái sự ảo tưởng của những cái bọn chống phá đất nước. Chúng ta không nói là bọn chống cộng. Thật sự ra thành phần chống cộng cực đoan đó là từ ngữ của một số anh em dân dân mạng, có cái tinh thần yêu nước phản ứng và nói. Nhưng mà thật sự đó là gì, mình phải gọi rằng là cái bọn đó là bọn phản quốc, bọn chống phá đất nước. Chứ bây giờ dù đất nước Việt Nam không phải là cộng sản lãnh đạo thì bọn chúng đã đi theo giặc thì bọn bọn chống phá và chống một cách điên cuồng. Và họ muốn cách bằng cách là gì nè, tẩy đi cái vết nhơ của Mỹ đã tham gia ở miền Nam, ở Việt Nam đã đem hàng triệu tấn bom giết hại đồng bào và nhân dân Việt Nam. Thì họ không muốn kỷ niệm ngày 30/4, họ muốn kỷ niệm ngày 30/4 ngày thống nhất. Đó là bản chất của Mỹ. Suy ra rộng ra thì không phải một ông thượng nghị sĩ mà kể cả những cái giới chớp bu của Mỹ, thật sự ông tổng thống cũng có thể muốn phát biểu gì, nhưng mà vì sao? Vì cái vấn đề ngoại giao họ phát biểu, họ để những cái tên này phát biểu. Đương nhiên trong cái giới chính trị của Mỹ không phải ai cũng như cái tăng cha thượng nghị sĩ này, mà rất là nhiều người dân, kể từ người dân tới với quan chức, kể cả giới lãnh đạo, những người làm chính trị và kể cả những giới kinh tế, họ vẫn có cái ánh nhìn thiện cảm với Việt Nam. Khi Việt Nam đã tạm ghét cái quá khứ để hướng đến tương lai vì lợi ích của hai dân tộc, hai đất nước. Đối với nhân dân người Việt đang sinh sống khắp năm châu thì nhà nước mình cũng muốn tạo điều kiện để bằng trên cơ sở điều kiện của từng cá nhân có thể rằng là giúp cho đất nước Việt Nam phát triển, phát triển hơn, phát triển toàn diện hơn. Nhưng chúng ta không đồng tình với những cái kiểu chống phá hàng ngày hàng đêm chống phá đất nước. Và cái sự kiện mà một ông thượng nghị sĩ phát biểu gì, nó sẽ tạo cho cái gì, cái tâm lý của những thành phần chống phá đó. Nó hả hê để cho nó được Mỹ cổ xí, được Mỹ cổ xí rằng là đây không phải là cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước, mà đây là nội chiến và ý thức hệ chào quân chiến. Cho nên em nói với anh Thơ Quang cũng như anh em mình, phát biểu đó là một phát biểu mang tính theo phương diện họ có thể họ phân bua phân tích nó phương diện cá nhân, nhưng mà không phải cá nhân. Một ông thượng nghị sĩ quyền hạn của một nước Mỹ 50 mấy bang, chỉ có một ông 100 người thượng nghị sĩ nắm quyền điều hành, điều tiết, quản lý toàn nước Mỹ. Thì chỉ có 100 ông thượng nghị sĩ đại diện cho trên 320, gần 330 cử tri, người dân Mỹ. Thì anh nghĩ nó đại diện bao nhiêu? Cho nên không thể nói rằng là phát biểu đó mang tính cảm tính cá nhân hoặc là mua phiếu bầu của những người Việt hải ngoại. Nhưng mà thật sự đó cũng là một cái tiếng nói, nó mang cái tầm là gì, đại diện thể chế quốc gia của Mỹ. Em dám khẳng định gì, biết rằng là Mỹ là tự do, ai muốn nói sao nói, có thể rằng đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ không cổ xí cho bản thân ông đó, nhưng không phải rằng là nói gì mà nếu như mà một chính trị, một chính phủ, một công tâm, bản thân ông phát biểu gì thì có nghĩ rằng là những cái giới khác, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, dân biểu, một người dân Mỹ họ phản ứng. Đằng này không ai phản ứng, mà họ có thể rằng là họ im lặng đồng tình với cái phát biểu của ông thượng nghị sĩ này. Thì anh thấy rõ ràng đây là một âm mưu nó kéo dài theo cái dự án của Obama. Theo cái dự án của Obama, giống như là anh em mình đã từng nói, Obama bình thường hóa với Việt Nam, thăm Việt Nam, xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Nhưng trong thâm tâm của Obama cũng như các đời tổng thống thống trước và các đời tổng thống sau và giới chính trị Mỹ không bao giờ quên cái quá khứ nhục nhã của Mỹ ở tại Việt Nam, một siêu cường thế giới đi đâu cũng được tung hô, nhưng mà qua Việt Nam 21 năm không làm được một cái gì, không làm được cái gì, chỉ cái gieo cái chết chóc cho người dân Việt Nam vậy. Nhưng mà cuối cùng tai tiếng thì lịch sử một vẫn mãi phải ghi nhận. Thì em nói anh
cái kết quả của những cái ảo tưởng chính trị như cái ông thượng nghị sĩ Mỹ, thì nó kéo theo cái bầy lũ phía sau là những người Việt trong cộng ở Hà Nội, họ cổ xí cho cái hành động đó, cái hành vi đó, và họ nâng cái ông này lên giống như ông một ông thánh. Có thể rằng là xóa bỏ cái mặc cảm, cái tự ti, cái nhục nhã của kẻ thù trọng. Mà đây anh coi những cái ông nào mà cái dịch là đại biểu dân cử thượng nghị sĩ hay nghị sĩ mà hãy đứng trước cái cờ quan ba sọc, công nhận cái cờ quan ba sọc của một thể chế đã chết, đã khai tử gần nửa thế kỷ vẫn còn tôn sùng nó, thì chứng tỏ ông đó sẽ được cộng đồng hải ngoại, một số thành phần chống cộng cực đoan ở tại Mỹ tung hô, và lấy đó làm động lực, lấy đó làm động lực để tiếp tục chống phá đất nước bằng con đường gì? Đấu tranh dân chủ nhân quyền, nó rõ ràng. Còn cái thành phần F2, F3 hoặc là một số người Việt định cư sau này, họ không có tư tưởng chống phá đó, nhưng buộc sống trong một cái thể chế, một cái đất nước gì họ phải theo. Không theo thì họ biểu tình. Nó một số văn nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam đi qua bên Mỹ biểu diễn cũng bị bọn chúng gài gài bộ vào những cái vụ này, mà bản thân những người đó không biết. Thì em tin chắc rằng cái lời phát biểu của ông này và cộng đồng mạng Việt Nam sau khi phản ứng gay gắt, chúng ta không phản ứng trên cái kênh ngoại giao nhưng mà chúng ta phản ứng trên trên cái kênh mạng, thì bản thân ông phải chắc chắn sẽ nhận được cái số lượng người dân trong nước phản ứng gay gắt về cái việc đó. Còn nói về nói chúng ta không. Dạ, chào bố. Hello, thưa quan, chào mọi người viên đàn. Nay Dạ. bên này nhỏ nhỏ không được quyền nói Dạ. lên, nói thì thầm. Đủ nghe được rồi, đủ Đủ nghe được nghe rồi. được rồi, đủ Dạ. 1 triệu mấy dân nghe được rồi. Nói cho mày nghe, mẹ Dạ. cha nó đủ má, nó là cái thằng ngoại lai, nó là một thằng khác chủng tộc với mình, nó là một cái thằng coi như là bụi lõa mắt xanh, thấy không? Dạ, Thì dạ. bây giờ nó nói Việt Nam mình bỏ cái ngày 30/4, đừng có làm lễ gì trên trời, thì để cho nó kết hợp hòa học và tội giải dân tộc, thì tao cũng đâu có Dạ. nói gì đâu. Tao nói thôi được rồi, tôi okay, là tôi tao thì nói bây giờ giống như hai bạn rồi, ok tôi chấp nhận, ok cái lời đi của anh, tôi sẽ bỏ với điều kiện là anh bỏ ngày 4/7, tức là ngày lễ độc lập Rồi. của nó đó, ngày lễ quốc Dạ. khánh của nó đó. Anh bỏ đi tôi bỏ Dạ. theo không sao hết, nhưng Dạ. mà anh làm trước Dạ. làm sao, Dạ. mà giờ có đó trong đủ ông có nội nó không dám bỏ nữa, đủ mà. Đúng không? Đủ thì mày cũng là lễ độc lập, tao cũng là lễ độc lập, đủ má, tao cũng là lễ 30/4 kỷ niệm ngày phóng, bự hơn lễ của mày nữa, bự hơn lễ của Trong mày nữa. cái chi tiết đó, chú Bô Cầm, chi tiết của cái tay đó đó, con thấy có một điểm này là, tức là con khẳng định là hắn ta không vu vơ nè, tức là hắn ta đề cập mạnh về vấn đề là yêu cầu Việt Đúng Nam rồi. làm bỏ nó đi thì người dân ở bên này người ta mới chấp nhận hòa hợp dân tộc. Ồ, Nhưng mà mà ở có đây đó. hắn Đó, ta đó, đó. dùng 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 từ đúng nha Bố Cầm, tức là hắn ta dùng từ hòa hợp thôi đó, chứ còn những cái thành phần gọi là chống phá bên đó thì họ luôn dùng ghép cái câu từ là hòa hợp hòa giải, đúng không? Thằng này nó hay nói ngược. Đó thì Mày đó chứng nghĩ. tỏ là cái tay này có tìm hiểu, có đầu tư vào cái câu chuyện này chứ không Đúng phải là rồi. vu vơ mà phát biểu đâu, con bảo đảm luôn. Nhưng mà nó sai lầm lớn ở chỗ dân tộc Việt Nam mình nó ngộ lắm. Mày nghĩ sao vậy, gần 100 triệu dân à, mà đủ Dạ má, Nguyễn đi Văn. đi 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 hòa hợp với là một người người có 2 triệu dân sao? Mày tính sao kỳ vậy? Dạ. Nói một cách khác là những người mà ít dân, thí dụ như ở nước Mỹ này có những người mà như tụi tao ở đây thì khoảng gom lại chừng 2-3 triệu dân, là đáng lẽ là phải năn nỉ, phải 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 hạ thấp giọng, không có lên giọng được, bởi vì mình là số nhỏ mà đó, đó. Thì lại điểm nhất điểm cái gì là nó có buồn cười ở cái chỗ là người Việt Nam nói đã là không ưa rồi, đồ huống chi thằng này là mũi lõ, nó đồ đâu nói càng là không ưa nữa, bởi tao nghe nói tao ghét, là chỗ là anh lấy cái quyền gì mà anh dám nói cái câu đó, anh làm có kẻ, anh làm có quyền gì, thứ nhất thứ hai là anh là kẻ chiến bại nữa, đồ mà anh lỡ bợ miệng ra anh nói rõ ràng, ta dùng chữ chiến bại là đúng rồi, anh bỏ bỏ bích Mỹ, anh bỏ Mỹ bỏ Việt Nam để mình đi về để mà rồi ấy, rồi coi như chiến bại rồi, mà anh dám lớn giọng ra anh sĩ giả, anh nói bỏ ngày đi thì tôi cũng dễ lắm, anh chỉ ngày anh đi cái ngày anh bỏ cái ngày lễ của độc lập của anh đi 4/7 đó, rồi tôi sẽ bỏ theo anh, tôi bắt chước anh thế thôi, đơn giản như không có mẹ thì tôi
đúng mà không? đang đếm tiền, đang đếm tiền hay gì, gõ cọc cọc dữ. Đang uống thuốc nè, trời coi tao cũng, tao có mua cái máy này tại vì mình hút thuốc á à. đó, bỏ bỏ cái đót vô đây nè, cái bỏ thuốc vô đây À. nè, cái kéo rạc cho nó thành tiêu thuốc đó vậy đó, khỏi mắc công thời buổi dịch bệnh không có ra khỏi đường khỏi nhà, À đúng rồi. bảo ghê thiệt ta. Anh Phạm Sương anh nói kha 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 chào bà chị xuống phía sau kìa. Không có là bên này bà ở nhà tao nãy tin nhắn gái rồi, bên này bà phá lệ từ bữa đi tôi lên. Nhưng mà mình cũng phải À, mọi được người ăn không kỳ quá. OT sao Bà gì trả lời, bà gì bà gì trả lời, bà gì cười cười, tao thấy được, tao thấy được nước rồi, được cho nên tao lên đại, thấy không? Nhưng mà đúng ra có bà nhà không có thoải mái, có mình phát biểu Dạ không có được thoải mái, bởi sao những lúc mà đúng ví dụ như là lúc mà giống như là solo, giống như trong một cái bản nhạc có chuyện solo mình lên cao trào á, rồi qua rồi. giữa đó gọi là lúc điệp khúc á mình lên không được. Dạ phải nhấn Nhấn nhá rồi đúng không? nhá rồi vậy bạn thôi, chứ Dạ đúng ra thì chuyện này cũng bình thường, chuyện nhỏ, ba cái chuyện là chuyện nhỏ đối với Việt Nam mình. Thì nãy cô bé nãy cô nói về chia sẻ vấn đề y tế là rất là hay, thì ta Dạ cũng tất nhiên là vậy, có nghĩa là ở cái nền y tế Việt Nam mình bây giờ các nước phương Tây họ không có dám coi thường nữa, họ không dám coi Dạ thường nữa. Tất nhiên là vậy nè, cái thứ nhất là cái bệnh dịch thì không nói làm gì nữa. Nhưng mà nó có những cái mà Việt Nam mình nó làm được cái hạn kỳ rồi á, là cái gì một người hiến cánh tay, Dạ người chết hiến cánh tay, Việt Nam giải phẫu ráp cánh tay vô giữa một Dạ con người sống và một cái cơ thể chết mà cánh tay hoạt động lại được, đù ba cái đó là cái thế giới hết hồn luôn, kinh ngạc Dạ luôn. Rồi người nước hiến ngoài đôi khi đó là hiến tạng ở Việt Nam, các nước thế giới có hiếm người làm được, không phải là không có nhưng mà hiếm được. Bây giờ ta đang chờ được mà ráp đầu thôi, ráp đầu đó nghĩa là Dạ mà cái đầu nào mà còn nguyên dạng mà thằng nào nó bị xe đụng xe cán gì đó đụng má Việt Nam làm cái nữa là đụ á, đụ thế giới cơ gì đụ thế giới đụ má ngã mũ luôn. Bây giờ thì thế giới ngã mũ rồi không có cái gì nữa, trời ơi, khổ quá. Cái tại vì cái quả nhà bà ám ảnh nên ra đầu óc tao nó rối bù lên, nó không có được minh mẫn. Tính có quỷ xương ở đây nè, tôi tính tôi quậy xương mà nó không quậy không được, bà kỳ lắm, có bà nhà kỳ lắm. Đó, anh đang dưới kìa, Thì bởi anh đang chọc vậy, búa cầm kìa. đụ nó ỷ bữa nay có gấu ở nhà, đụ nó ăn hiếp tao, đụ nó sẽ lên dây tao, tao tha nó bữa nay, tao tha nó bữa nay, đụ bà mai bay là mày chết mày, tao đụ mà tao không tha mày đâu, đụ mà tao cho mày đụ, nó chết đụ. Thì cũng không có cái gì, chủ đề này cũng không có gì, nói chung là mấy bữa nay thì găng lắm, bên tiểu bang chơi bố cũng găng lắm, con đã biết rồi đó, ở tại Minnesota tại tiểu bang này nó đã làm lại một quốc một nó là một quả thứ hai nữa, tức là cũng da đen chết nữa, cũng biểu tình nữa, cũng bạo loạn nữa. Tức như là bữa hôm kia buổi sáng thứ chủ nhật thứ hai coi như đã lẽ là coi như 2 đêm 3 ngày rồi, nó tiểu tình liên tục và đốt phá này kia đồ, rồi cái phone nó cứ ả lạc hoài và cảnh sát báo đừng ra khỏi nhà, đừng ra khỏi nhà, riết thành ra đụng nó làm riết con người mình cũng hoang mang đó. Thì thôi bắt bố lên bố nói được vài câu thôi chứ chưa cắt ngang dòng tư tưởng là chẳng có cái gì qua làm mới được, tại vì bà bà này cái vía bà nặng quá phải không, trụ lên ra được. Bà ở nhà làm tao thiệt mày, nhiều khi mày ớn lạnh. Bà chẳng làm như mình, nhưng mà có bà ở nhà mình chửi mình khi mà cao trào mình không được quyền chửi tục nè, không được quyền phản biện thì mà nặng lời, nhưng mà đổ tánh tao mà thứ đó là tao phải nặng lời chứ sao không nặng lời. nó rồi. nó 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 làm cho mình bị giống kiểu như nó bị Ức kèm kẹp, chế. ức chế kèm kẹp làm mình không có phát huy được bởi vậy. Nhưng mà rất là cảm ơn cô gái hồi nãy, cô gái đó đầu tiên nghe cái giọng nói tao tưởng là cô chị Phi Nga, chứ tao cũng biết một cái chị Phi Nga cũng nói về kinh tế, bà nói kinh tế giỏi lắm, bên là bà nói kinh tế tao mê luôn, mày biết bà Chị gia đó kinh tế. Dạ biết, không? con có mấy lần gặp bên anh Bằng, con có Đúng nghe. rồi, rất là hay. Bà cô này nữa là cô một bên kinh tế bên 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 y tế, trời còn gì tế tế nè, có đồng nghĩa y tế đó rồi, cái gì tế tế nó nhiều lắm. Nhưng mà rất là vui, bữa nay là vui vui. Ok con, vậy thôi, tao không bữa nay có cái chuyện gì thì chủ yếu là tao nói mày rồi, ngắn gọn thôi, nói cho cái thằng thượng nghị sĩ chó gì đó, rồi bữa nay chừng nào mày dẹp cái đó đi rồi đủ, tao làm theo mày, thế thôi, vậy đơn giản đi, đơn giản lắm, tao không đơn giản lắm. Rồi ok con. Cảm ơn bố.